17, 18 tuổi thôi. Mà lúc đi chơi với bạn bè về mà mẹ già chỉ nói một tiếng sơ thôi. Mà tôi xô và đánh mẹ tôi lăn xuống cái bờ ao với mái tóc bạc với bộ áo cùng màu đen. Hình ảnh đó đi suốt cả cuộc đời tôi vô cùng ân hận. Rồi những lúc cha con đi làm biển làm giá với nhau, ông già khuyên năn bảo đánh cá, tôi thì muốn vào bờ để nghỉ ngơi sớm, cho nên ông vẫn tiếp tục thả lưới. Tôi đã tức giận mà đánh vào mặt ông rơi từ trên thuyền xuống biển, một hình ảnh khó quên trong cuộc đời. Một đứa con quá mất hiếu, quá mất hiếu. Mất hiếu như vậy rồi mà tôi không có một cái cơ hội để gần gũi cha mẹ, để mà đền một chút ơn, hay là nấu một bữa cơm, hay chăm sóc một lúc đau ốm, hay mua cho cha mẹ một bộ áo quần, hay dâng cho mẹ một chén trà thì tôi còn đỡ. Đằng này tội tôi đã mất hiếu như vậy rồi, xô cha đánh mẹ như vậy, đánh em dâu như vậy mà chẳng hề đền một chút ơn nho nhỏ cho cha mẹ. Khi mà tôi trở về Việt Nam năm 1994 thì cha mẹ đã không còn để cho mình đền một chút ơn đáp một chút hiếu nào cả. Do đó mà nó đi xuống cái cuộc đời của Lê Lam Tình Long cứ trằn trọc hối hận. Đàn ông hay là một tên tướng cướp, cô cứng rắn cỡ nào, người ấy cũng có trái tim bằng máu và cũng có nước mắt vậy. Không có nghĩa là một tướng cướp hay là một cái con người đàn ông cứng rắn là không có nước mắt. Có những lúc mà mình nghĩ tới cái công ơn sinh thành của cha mẹ quá lớn, lớn có thể mình dùng cái từ nó còn rộng hơn biển và cao hơn núi nhiều. Vì tấm lòng của cha mẹ không có một văn từ nào để diễn tả khi tình yêu thương của cha mẹ đối với con, có thể không thể diễn tả được bởi vì nó quá cao và quá đẹp. Con nên cha mẹ cũng thương, con thành tài cha mẹ cũng thương, con có đức có hạnh cha mẹ cũng thương. Nhưng mà nếu con lầm đường lạc lối mà bị ở trong tù thì cha mẹ cũng nỡ bỏ con, vẫn vào tù mà thăm con. Khi mà cha mẹ mà sinh ra đứa con mà bị quái thai, bị tàn tật, bị bại não thì cha mẹ cũng ôm con vào lòng, chứ cha mẹ có bỏ con bao giờ. Cho nên cái tình yêu thương của cha mẹ quá sức là lớn lao, mà càng tình yêu thương càng lớn bao nhiêu thì Lê Lam Tình Long càng hối hận bấy nhiêu. Bởi Lê Lam Tình Long là người bất hiếu nhiều nhất, vì trong đứa bạn bè của Lê Lam là không có ai bất hiếu như Lê Lam đâu. Lê Lam là bất hiếu nhiều nhất của cha mẹ. Và cũng có những lúc mà Tình Long muốn rơi nước mắt nhiều nhất là những cái mùa Vu Lan báo hiếu về, là nhất là vào tháng 7, thì trong một tháng đó hình ảnh của cha và mẹ nó có quay trở lại sống động cái mùa Vu Lan đó. Cho nên nói thật ra mà nói thì các bạn đừng có nghĩ là đàn bà con gái mới là nhiều nước mắt, cũng chưa chắc đâu. Người đàn ông bên ngoài tuy nó rắn vậy thôi nhưng mà rất là mềm, cho nên người ta khóc người ta đưa nước mắt vào trong, hoặc là khi người ta đang khóc và đưa nước mắt ra ngoài vì hối hận vì thương cha mẹ, các bạn không thấy đâu. Cho nên cái vị cũng biết rằng được, đàn ông cũng nhiều nước mắt cũng thua phụ nữ, cho nên Tình Long khóc nhiều lần là vì hối hận. Có bao giờ trong mơ anh gặp mẹ trong mơ không? Thỉnh thoảng vẫn trong giấc mơ vẫn gặp ông về và vẫn gặp mẹ về, nhưng mà ông thì bình thường thôi, nhưng mà mỗi lần mẹ về á, là cũng một cái nón lá và cái bộ đồ đen cũ kỹ đó, không có một bộ nào khác. Hầu như lúc bà sống thì cũng cái bộ đồ đó, mà khi tôi đánh bà rơi xuống ôm ôm cũng bộ đồ đen đó, mà khi bà chết đi lượm củi về dưới biển mà chết cũng không chân không dép, đói rét lạnh mà chết cũng mặc bộ đồ đen đó mà chết. Khi mà anh những ngày tháng mà anh phải vào tù ra tội đó, mẹ anh có đi thăm anh không ạ? Và hình ảnh nào là anh nhớ nhất ạ? Tôi nhớ là cũng nhiều lần bà đi thăm ở trên trại tạm giam Quảng Trị, thì bà cũng thăm mấy lần vì cái trại tạm giam có cái lỗ nhỏ để tôi nhìn ra, và tôi thấy hình ảnh của bà xách cái bao và trong đó có cơm rồi mấy miếng cá biển. Bà đi chân vì hồi đó nhà quê không có tiền mua dép cho bà đi chân trần. Hình ảnh của bà đi vào đi gặp cán bộ trại giam rồi xin đến là thăm. Và cái kỷ niệm hơn nữa là thời gian ở Lao Tà Phủ đó, Huế, thì bà cũng đi thăm ba bốn lần, cha mẹ không bao giờ bỏ con. Thì thấy bà xách cái bao, rồi trong cái bao là có khoai, rồi có những cái món ăn nhà quê như là con cá đồng, kho tiêu, các thứ. Hình ảnh bà chân trần không dép bằng bộ đồ đen và cái nón mà đi thăm con, cho người mẹ một hình ảnh người mẹ mà đi thăm Lê Lam ở trong các trại tù mà chân đi không dép, đầu đội nón lá với một cái bộ áo quần đen rách tơi tả như vậy, nó đi theo mình trong suốt cả một cuộc đời.
Thank you.